Tổng thống Zelensky nói rằng có thể có một cuộc nổi loạn khác ở Nga. Tổng thống Biden phát biểu, chiến tranh với Nga phải kết thúc trước khi NATO có thể xem xét tư cách thành viên cho Ukraine. Nga gửi đề nghị tới hội nghị thượng đỉnh NATO. Ông Hun Sen kêu gọi Ukraine không sử dụng đạn trùm của Mỹ. Người Ukraine giúp nhau vượt nghịch cảnh. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi một tin nóng ngày 10 tháng 7 của DKN. Kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin cập nhật mới nhất của chúng tôi. Tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình là thông tin về Nga và Ukraine. Trong một cuộc phỏng vấn với đài ABC News được phát sóng ngày 9 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng, ông nhận thấy tín hiệu cho thấy có thể có một cuộc binh biến hoặc cách mạng khác ở Nga. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, ông trùm Wagner Evgeny Prigozhin tiến hành binh biến để cải thiện vị thế của mình ở Nga. Ông Zelensky nói với đài ABC News, đó là những gì tôi nghĩ dựa trên thông tin tình báo. Ông ấy đã trở thành một nhân vật chính trị. Với tôi, đó hẳn là mục tiêu chính của ông ta. Tại sao ông ta dừng lại? Chà, tôi không biết chắc. Ông Zelensky cho biết cuộc nổi dậy của Prigozhin đã bộc lộ điểm yếu trong khả năng lãnh đạo của Tổng thống Putin. Tổng thống Ukraine nói, Wagner quyết định tự dừng lại. Tổng thống Putin không có lực lượng quân sự bên trong nước Nga và dân thường của ông ấy không được bảo vệ. Đây là một tín hiệu cho thấy có thể có một cuộc binh biến khác ở Nga, một cuộc cách mạng. Hơn nữa, có nhiều người có thể ủng hộ một cuộc binh biến như vậy. Ukraine chưa sẵn sàng trở thành thành viên NATO và chiến tranh cần phải kết thúc trước khi liên minh có thể cân nhắc kết nạp nước này. Thông tin này được tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNN phát sóng hôm chủ nhật ngày 9 tháng 7. Theo ông chủ tòa Bạch ốc, còn quá sớm để thảo luận về việc Ukraine trở thành thành viên của NATO trong tương lai gần. Mỹ và các đồng minh trong khối liên minh quân sự sẽ tiếp tục cung cấp cho chính quyền Kyiv để cố gắng chấm dứt chiến tranh với Nga. Tổng thống Biden cho biết chiến tranh với Nga phải kết thúc trước khi NATO có thể xem xét tư cách thành viên cho Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã nói chuyện rất lâu với người đồng cấp Zelensky về vấn đề này. Ông Biden cam kết sẽ tiếp tục cung cấp an ninh và vũ khí cho Ukraine. Tổng thống Mỹ nói thêm, tôi nghĩ chúng ta phải vạch ra một con đường hợp lý để Ukraine có thể đủ điều kiện gia nhập NATO. Nhưng tôi nghĩ còn quá sớm để nói kêu gọi bỏ phiếu ngay bây giờ, bởi vì có những điều kiện khác cần được đáp ứng, bao gồm dân chủ hóa và một số vấn đề khác. Cuộc họp của NATO sẽ diễn ra trong tuần này. Thụy Điển đang tìm cách gia nhập Liên minh phương Tây nhưng vấp phải sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary. Tổng thống Biden cho biết ông rất lạc quan rằng Thụy Điển cuối cùng sẽ được kết nạp vào NATO. Trang Reuters đưa tin Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 9 tháng 7 cho biết, các nhà lãnh đạo của NATO nên thảo luận về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh trong tuần tới. Các nhà lãnh đạo NATO sẽ gặp nhau tại Vilnius, Litva vào ngày 11-12 tháng 7 để thảo luận một loạt chủ đề, từ việc kết nạp Ukraine hay Thụy Điển vào khối tới tăng cường kho dự trữ đạn dược và xem xét các kế hoạch phòng thủ chung bà Zakharova cáo buộc Ukraine gây thiệt hại có hệ thống cho nhà máy hạt nhân Zaporizhia, đồng thời kêu gọi chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh NATO nên tập trung vào tình hình của cơ sở này. Vinus, cách nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu khoảng 1.000 km. Trong thời gian qua, Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau lên kế hoạch tấn công nhà máy nằm trên lãnh thổ do Moscow kiểm soát ở vùng Zaporizhia gần chiến tuyến của cuộc xung đột giữa hai bên. Tuy nhiên hai bên đều không đưa ra bằng chứng cụ thể cho cáo buộc này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó đã cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng tại cơ sở này. Cáo buộc lực lượng Nga đã gài mìn trên nóc một số lò phản ứng. Các chuyên gia của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cho biết, họ vẫn chưa quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào của mìn hoặc chất nổ tại nhà máy nhưng họ cũng cần tiếp cận nhiều hơn để chắc chắn với nhận định trên. Liên Hợp Quốc cảnh báo các cuộc tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine có nguy cơ gây ra thảm họa nghiêm trọng, ảnh hưởng tới khu vực rộng lớn ở châu Âu. Nguy cơ tấn công vào nhà máy điện hạt nhân ở miền nam Ukraine này làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra sự cố nghiêm trọng tại khu vực chỉ cách Chernobyl 500 km. Nhà máy Chernobyl là nơi từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986. Thủ tướng Campuchia Hun Sen kêu gọi Ukraine không sử dụng đạn trùng trong bối cảnh Mỹ đang gây tranh cãi với kế hoạch gửi chúng cho ký Thủ tướng Hun Sen ngày 9 tháng 7 viết trên mạng xã hội Twitter rằng người Ukraine sẽ phải đối mặt mối nguy hiểm lớn nhất này trong nhiều năm, thậm chí hàng trăm năm nếu đạn trùng được sử dụng tại các khu vực Nga kiểm soát trên lãnh thổ Ukraine. Ông đề cập đến những trải nghiệm đau thương của Campuchia về đạn trùm mà quân đội Mỹ thả xuống vào đầu như năm 1970. Di sản chiến tranh khiến hàng chục nghìn người bị thương tật hoặc thiệt mạng. Ông Hun Sen nói thêm, đã hơn nửa thế kỷ trôi qua, vẫn chưa có biện pháp nào dọn dẹp hết chúng. Với lòng cảm thông dành cho người dân Ukraine, tôi kêu gọi Tổng thống Mỹ trên tư cách nhà cung cấp và Tổng thống Ukraine trên tư cách người nhận chúng, không sử dụng đạn trùm trong xung đột vì nạn nhân thực sự sẽ là người dân Ukraine. Ngũ sắc đài hôm 7 tháng 7 công bố gói viện trợ quân sự thứ 42 cho Ukraine, trong đó có đạn thông thường, đa dụng cải tiến, được đánh giá là hiệu quả cao và đáng tin cậy. DPICM là thuật ngữ chỉ chung nhiều loại đạn pháo và rocket mang đạn con với thiết kế tương đồng nhau. Phần lớn, đạn DPICM được chế tạo trong thập niên 1970-1990 gồm các loại đạn pháo cỡ 105, 155 và 203 mm, cũng như rocket 227 mm cùng tên lửa chiến thuật lục quân phóng từ pháo phản lực M270, MLRS và M142 HIMARS. Quyết định của Mỹ đang vấp phải phản đối từ nhiều bên, như Nga, Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân đạo và cả đồng minh. Cho đến nay, cả Nga và Ukraine đều bị cáo buộc sử dụng bom đạn trùm trong chiến sự, xung đột khiến nhiều người dân Ukraine rơi vào cảnh nghèo túng, nhưng điều này lại khiến họ đoàn kết hơn và nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn. Một số nhà hàng ở Kyiv cung cấp bữa ăn miễn phí cho người già, những người mà đồng lương hưu ít ỏi của họ đã bị lạm phát nuốt chửng. Một nhóm người trên Telegram cung cấp đồ chơi, thuốc men, sách và thậm chí cả đồ lót miễn phí cho những gia đình phải rời bỏ quê hương vì khủng hoảng. Theo Ngân hàng Thế giới, chiến tranh đã đẩy số người nghèo đói tại Ukraine lên gần bằng 1 phần tư dân số. Đây là khó khăn kinh tế nghiêm trọng nhất mà nước này phải trải qua kể từ khi tách khỏi Liên Xô năm 1991. Liên Hợp Quốc cho biết, 1 phần 5 dân số Ukraine hiện phải phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo, với 44% hộ gia đình nói rằng họ không có đủ tiền để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu. 1 3 trong dân số 44 triệu người của Ukraine đã phải sơ tán bên trong đất nước hoặc ra nước ngoài. Khoảng 2,4 triệu người lâm vào cảnh mất việc làm. Đồng minh phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ để giúp Ukraine giữ vững nền kinh tế vốn đã suy giảm 30% vào năm ngoái. Người dân địa phương cũng đang nỗ lực vượt qua nghịch cảnh cùng nhau. Theo tạp chí Foreign, các tình nguyện viên đã biến một nhà thờ ở thị trấn Izprin gần thủ đô Kyiv thành trung tâm cung cấp viện trợ cho những người yếu thế trong khuôn viên nhà thờ, một bếp giá chiến phục vụ 100 bữa trưa miễn phí mỗi ngày. Một phòng khám nha khoa di động miễn phí phục vụ cho những người về hưu không còn đủ khả năng chi trả cho các thủ thuật cơ bản như hàn răng, loại rẻ nhất có giá khoảng 27 đô la Mỹ. Roman Ineski, trợ tế của nhà thờ cho biết, thật khó xác định xem một người nào đó có nghèo hay không. Bây giờ tất cả đều bình đẳng. Có người từng sở hữu hai chiếc ô tô và một ngôi nhà, nhưng giờ đây mất tất cả. Dù mất đi tài sản và thu nhập, nhiều người Ukraine cho hay họ đã cảm nhận được tinh thần đoàn kết và cảm giác phụng sự xã hội khi vận động cộng đồng đối phó với những hệ lụy từ cuộc xung đột. Ưu tiên đã chuyển từ hạnh phúc cá nhân sang tồn vong của thành viên gia đình và đất nước. Một cuộc thăm dò công bố hồi tháng 2 cho thấy, niềm tin và tương lai của người Ukraine đã tăng lên, ngay cả khi 2 phần 3 số người được hỏi cho biết họ trở nên nghèo hơn vì xung đột. 80% số người tham gia khảo sát nói đất nước đang đi đúng hướng. Bà Ella Libanova, lãnh đạo Nguyện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học và Tâu Kha của Ukraine bình luận, người ta bảo rằng êm đềm tạo ra những kẻ yếu đuối và bão tố tạo ra những người mạnh mẽ. Trở về quê hương ở ngoài ô thủ đô Ký vào năm ngoái, gia đình Udovenko nhận ra cuộc sống trước đây gần như không còn lại gì. Một rocket đã bắn xuyên qua khu chung cư nơi họ sống ở Borodianka, thiêu rụi căn hộ của họ, đồ đạc trong nhà cũng bị lấy mất. Đau đớn vì mất mát, họ vẫn gắng gượng thuê một căn hộ nhỏ rồi gom tiền phát triển công việc kinh doanh cửa hàng bánh ngọt. Họ bán ô tô để mở một quán cà phê gần quảng trường chính của thị trấn. Anna Udovenko, 35 tuổi nói, biết đâu mọi thứ sẽ trở lại bình thường sau 10 năm nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, chúng ta nên sống cho hiện tại. Quán của Odovenko nằm ở tầng trệt của một khu chung cư. Bên ngoài lối vào, người dân xếp hàng mua cà phê và bánh ngọt. Tòa nhà liền kề trống rỗng và đổ nát, với phần giữa bị phá hủy bởi rocket. Udovenko đã thức gần như cả đêm để chuẩn bị khai trương quán. Chồng cô pha chế sau quầy trong khi mẹ cô giúp việc bếp núc. Một bài thơ viết trên tường mở đầu bằng những lời khích lệ. Ukraine bất khả chiến bại, người Ukraine rất kiên cường chi phí tăng vọt, nhưng Udovenko vẫn cố giữ giá thấp nhất, có thể vì khách hàng không có nhiều tiền. Udovenko không phản nàn gì về điều này. Mất mát cô phải chịu không thể sánh được với những người đã mất gia đình, bạn bè vì chiến sự. Khách hàng của cô cũng có niềm lạc quan tương tự. Tại một bàn, Illumina Simco, 40 tuổi, thảo luận kế hoạch cho mùa hè với chị gái và người bạn. Vì không còn đủ khả năng du lịch nước ngoài, họ nói đùa rằng sẽ xịt nước cho nhau để tắm mát. Simko, giáo viên dạy tiếng Ukraine cho hay mức sống gia đình cô đã giảm một nửa trong năm qua vì lương của cô và chồng đều giảm trong khi giá cả tăng cao. Cô không còn đủ khả năng chi 20 đô la Mỹ để đến bể bơi địa phương và bỏ qua hầu hết mọi nhu cầu cá nhân, chỉ mua quần áo mới cho con gái. Tuy nhiên cô vẫn tìm cách quyên góp cho lực lượng vũ trang Ukraine. Simko đã hai lần nhận được thực phẩm do một nhà thờ tin lành cung cấp cho các giáo viên tại trường của mình. Nhưng cô hầu hết đều từ chối những lời đề nghị hỗ trợ bữa ăn hoặc quần áo miễn phí. Cô nói rằng có những người cần chúng hơn cô. Trước khi xung đột bùng phát, Ivan Karolov, 35 tuổi, đã vây ngân hàng khoảng 13.500 đô la Mỹ để mở quán bar ở thành phố miền Nam Berdyansk. Nhiều tháng sau, lực lượng Nga tràn vào thành phố cảng ven biển Azov, khiến Kadalov mất trắng toàn bộ tiền đầu tư và phải rời đi. Sau khi chuyển đến ít mùa hè năm ngoái, anh mở một quán bar mới, thuê những người dân từ Bediansk đến làm việc. Lúc đầu anh phải chật vật trả lương nhân viên bởi các cuộc tấn công tên lửa khiến khách hàng không thể ra khỏi nhà. Nhưng công việc kinh doanh dần dần khởi sắc khi người dân thủ đô thích nghi với thực tế mới và các hệ thống phòng không do phương Tây viện trợ giúp bảo vệ thành phố tốt hơn. Dù vậy, phải trả nợ ngân hàng. Kadalov đang nộp đơn xin một khoản trợ cấp chính phủ trị giá 6.700 đô la Mỹ để phát triển công việc kinh doanh. Anh dự định sử dụng số tiền này để mua thiết bị và thuê thêm hai nhân viên. Anh nói, xung đột đã chỉ ra rằng tiền không có ý nghĩa gì, con người mới là tất cả. Tại Borodianka, các tình nguyện viên thường xuyên đến đây để cung cấp thực phẩm, thuốc men và trang thiết bị miễn phí. Cư dân địa phương Nina Korol, 85 tuổi, bước đi thận trọng với cây gậy trống. Bà bị gãy chân hồi năm ngoái trong lúc chạy đến nơi trú ẩn khi một máy bay nga ném bom Borodiansk. Korol đã được các tình nguyện viên cắt tóc miễn phí, nhưng mắt bà kém đến nỗi không thể nhìn rõ diện mạo mới của mình trong gương. Bà Korol vẫn nhớ nhiều ký ức từ thời Thế chiến thứ hai. Bà tin rằng Ukraine giờ đây còn bị tàn phá nặng nề hơn khi đó từng là giáo viên tiểu học, đồng thời dạy tiếng Đức và tiếng Nga. Bà hiện sống ở một căn hộ nhỏ và dựa vào khoản tiền lương hưu khoảng 125 đô la Mỹ mỗi tháng. Song bà Coron không bao giờ nghĩ mình là người nghèo và bà vẫn thường xuyên quyên góp cho quân đội Ukraine. Bà có một khoản tiền tiết kiệm nhỏ để con cái không phải lo lắng về mình. Bà nói rằng bà vẫn sống thoải mái và đã quen với việc dự trù chi tiêu thưa quý vị một tin nóng của dkn đến đây xin được tạm dừng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúc quý vị mạnh khỏe và bình an hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo